Cô nghe chưa, mình nhìn thấy màn hình chia sẻ này rồi. À, thấy rồi thầy Hiếu. Thưa thầy cô, như thầy báo cáo viên, thì em được cái nhóm mà phân công em báo cáo hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất đó là cái xây dựng cái học liệu số với yêu cầu cần đạt là nêu tên dấu hiệu chính và nguyên nhân của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng. Thì nhóm em chọn cái một cái đoạn video và em có đính kèm cái đường link về cái hoạt động kể tên do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng. Thì em sử dụng hình ảnh, rồi còn dấu hiệu thì cũng sử dụng kênh hình ảnh, về nguyên nhân cũng sử dụng kênh hình ảnh. Về kiểm tra đánh giá thì nhóm em chọn hai hình thức đánh giá, một là PowerPoint hoặc là IOTA, thì hai hình thức này mình chọn một trong hai. Đó là cái phần người chuẩn bị ở nhiệm vụ một như học điểm số. Thì tiếp theo em xin trình bày cái nhiệm vụ 2 về thiết kế. Nhóm 4 em chọn lại cái nhiệm vụ mà buổi sáng, buổi thứ một ngày hôm qua, là phòng một số bệnh do xin lỗi thì coi nhưng chắc thiếu cái tựa bài, thiếu cái tên. Yêu cầu cần đạt thì nêu được tên dấu hiệu chính và nguyên nhân của một số bệnh do thiếu thừa chất dinh dưỡng ở hoạt động một, và kể tên một số bệnh do thừa thiếu chất dinh dưỡng. Em sử dụng phần mềm PowerPoint quan sát kể tên một số bệnh có trong hình và cho biết bệnh đó thiếu hay thừa chất dinh dưỡng. Thì này ở bên phần chuẩn bị học liệu số, phần chuẩn bị hình ảnh, thì bên phần thiết kế thì chuẩn bị cái hình ảnh luôn. Và học sinh nó sẽ quan sát từng hình và nói kể được tên của các bệnh. Để sang hoạt động 2 thì là hoạt động 2 là dấu hiệu một số bệnh do thừa hoặc là thiếu chất dinh dưỡng. Đây cũng sử dụng là hình ảnh. Thì đối với trẻ bị còi xương do dinh dưỡng thì học sinh nó sẽ nhận biết bằng cái hình như là bị dạng là ốm mà teo cơ thì bệnh bướu cổ, thì có cái cổ thì ra. Đây là những cái dấu hiệu học sinh nó nêu xong rồi mình sẽ chốt kết luận lại với các dấu hiệu của từng loại bệnh. Các em hãy thảo luận nhóm và trình bày mình kết luận lại. Đến hoạt động 3 là nguyên nhân bệnh thừa thiếu chất dinh dưỡng. Thì ở nhóm cũng là cho các em trả lời cái câu hỏi như là theo từng hoạt động, như chia ra mỗi một cái loại bệnh là sẽ có một cái hoạt động riêng. Ví dụ như bệnh còi xương thì có dấu hiệu thì mình sẽ bổ sung ăn những chất dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ, như đây là những cái hình ảnh minh họa cho các chất dinh dưỡng để cung cấp vitamin D. Và nguyên nhân tiếp tục cái nguyên nhân của bệnh thứ hai đó là bệnh bướu cổ, thì do thiếu iốt hay là cơ thể phát triển chậm kém thông minh, rồi cũng cung cấp một số thức ăn có nhiều chất nhiều muối iốt. Ngoài ra thì còn những một số bệnh thiếu chất dinh dưỡng khác, thì có thể là bệnh quáng gà, khô mắt, thiếu vitamin A, bệnh phù do thiếu vitamin B, bệnh chảy máu trong răng do thiếu vitamin C.
mình cung cấp thêm ngoài ba cái nguyên nhân, ba cái loại bệnh đó, thì chúng ta cung cấp thêm một số thông tin khác cho học sinh về bệnh béo phì, thì cũng làm tương tự như các loại bệnh trước trên. Về phần kiểm tra đánh giá thì nhóm em chọn thứ nhất đó là kiểm tra sử dụng ứng dụng phần mềm Overboy cho qua các hoạt động là trò chơi, ai nhanh ai đúng. Ở phần trò chơi này thiết kế bằng các like, câu hỏi trắc nghiệm, rồi đặt câu hỏi cho em sẽ chọn, rồi cho thời gian là 5 giây thì các em sẽ trả lời. Thì tương tự như vậy ở các câu số 2, số 3 thì cũng thực hiện tương tự như vậy. Đó là phần kiểm tra đánh giá đối với phần mềm mà Powerpoint. Câu 2, câu 3. Em xin lướt qua nó nhanh lắm thì không. Rồi, và bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm kiểm tra đánh giá thứ hai mà nhóm chọn, đó là IOTA. Thì mình cũng tạo câu hỏi trắc nghiệm cho IOTA là với 5 câu hỏi, và tôi gửi đường link này vào nhóm Zalo của lớp. Thì đó là cái sản phẩm của nhóm 4. À, xin các bác có viên chia các thầy cô và đóng góp cho nhóm em ạ. Dạ, xin hết. Vâng, cảm ơn thầy Hiếu với cái sản phẩm mà nhóm các thầy cô trình bày rất là chi tiết. Thứ nhất đó là thầy cô trình bày về cái phần học liệu số mà các thầy cô sử dụng để các thầy cô thiết kế một cái bài PowerPoint. Với cái bài này thì nhóm thầy Hiếu sử dụng để thiết kế dạy học hoạt động khám phá, đúng không thầy Hiếu? Dạ rồi. Như vậy các thầy cô, thầy Hiếu có thể chia sẻ lại cái phần PowerPoint thầy Hiếu ha. Ở đây nhóm này thiết kế hoạt động khám phá để đạt được cái yêu cầu cần đạt, đó là nêu được tên, nguyên nhân và một số dấu hiệu của các bệnh do thiếu hoặc là thừa chất dinh dưỡng. Cái cách mà ý tưởng sư phạm của nhóm này rất rõ ràng các thầy cô, đó là đưa học liệu số là hình ảnh trước để học sinh thông qua hình ảnh khai thác, đầu tiên là tên, thứ hai đó là dấu hiệu, thứ hai là nguyên nhân, và thứ ba đó chính là. Thứ hai là dấu hiệu. Thế thì cái cách mà triển khai cái ý tưởng sư phạm của các thầy cô thì khá là hay. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái bài PowerPoint của nhóm này. Thì tôi nhận thấy đấy là cái tiến trình ý tưởng sư phạm với lại cái tiến trình tổ chức của nhóm. Rất muốn lắng nghe ý kiến của các thầy cô ở trong lớp trước ạ. Các thầy cô thấy là với cái học liệu số và cái ý tưởng sư phạm của nhóm thầy Hiếu đã làm ấy, thì thầy cô thấy có cái chỗ nào mà chúng ta cần góp ý, chúng ta cần chia sẻ thêm, hoặc là thầy cô thấy hay thì việc đầu tiên là thả tim, đúng không ạ? Nghĩa là cho 1 triệu like trước, rồi sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta chặt chém nha. Rồi. Rồi, bây giờ xin mời các thầy cô ở trong lớp trước ạ. Mời các thầy cô ạ. Thầy cô có thể chia sẻ cái ý kiến của mình về cái bài của nhóm thầy Hiếu trước. Rất nhiều nhóm các thầy cô cũng làm theo cái nội dung cái yêu cầu cần đạt này. Rồi, tôi đã thấy thêm một cánh tay nữa. Mời thầy Tú trước. Dạ, cái ý tưởng của thầy Hiếu, cô Giang rất là rõ ràng, cô Giang. Nhưng mà em có ý kiến nhỏ thôi, thầy anh Hiếu ơi. Hồi nãy chữ nguyên nhân nó bị mã hóa phông chữ, anh Hiếu không có rõ ràng, anh Hiếu. Thứ hai, bây giờ ở giờ đang sử dụng kênh học liệu hình ảnh rất là nhiều, là anh Hiếu. Mình có thể thêm một cái video clip để vô cho nó sinh động hơn được không, anh Hiếu? Được thầy, cũng đầu tiên thì nhóm cũng có là cái ý tưởng là thêm một cái đoạn dây déo, nhưng mà tại vì đoạn dây déo đó có thể nó nằm ở cái phần đầu của cái bài, tại vì đây là chỉ lấy một cái hoạt động, một cái yêu cầu cần đạt trong bài, nên là cái phần đó mình chưa hình ảnh, còn cái phần dây déo đó mình ở hoạt động khác, ở cái nội dung khác của yêu cầu cần đạt đó. Như vậy là theo theo góp ý của thầy Tú là trong cái bài này thì nhóm có thể sử dụng thêm một cái nguồn học liệu số nữa, đó chính là một cái video clip. Rồi. Cũng cũng đấy cũng là một cái ý tưởng hay. Thứ hai là thầy Tú thầy góp ý cái chữ nguyên nhân ấy, thì thực ra là tôi chưa góp ý đến cái phần kỹ thuật.
Ê, như vậy là thầy Hiếu, nhóm thầy Hiếu đã được thầy Tú nhìn thấy cái phần đầu tiên, đó là cái phông chữ nguyên nhân nên là chưa ổn, nó hoàn toàn là chúng ta không có đọc được ra cái chữ đấy. Rồi, đồng ý. Rồi xin mời ý kiến các thầy cô khác ạ. Ngoài cái góp ý vừa rồi thì thầy cô thấy còn cái góp ý nào nữa mà thầy cô có thể chia sẻ với nhóm thầy Hiếu? Xin mời các thầy cô ạ. Chia sẻ với đồng đội cũng chính là chia sẻ với chính mình đấy các thầy cô ha. Có nhóm nào mà thầy cô làm ý tưởng khác với nhóm thầy Hiếu mà mình cũng làm về cái nội dung này á, hoặc là có thêm video clip thì theo thầy cô nếu mà có video clip thì mình chèn vào chỗ nào, mình khai thác như thế nào thì hợp lý? Nhóm em á cô, nhóm hai á À, cô. rồi xin Dạ mời nhóm thầy cô nhóm hai. nhóm hai của em thì cũng thực hiện theo cái nội dung giống như của nhóm thầy Hiếu, và nhóm em cũng đã có sử dụng một cái video vào trong cái bài giảng này. Thì em cũng cắt ghép cái video từ trên YouTube á, Rồi. là về cái cách phòng chống bệnh béo phì á cô. Và em Rồi. rút cái nội dung cái chỗ mà sau cái hoạt động sau có hoạt động mà học mà nêu được nguyên nhân, xong rồi tới cái tìm hiểu cái biện pháp để phòng chống bệnh béo phì, và em đưa cái video vào đó cho học sinh xem, và sau đó học sinh sẽ rút ra được cái nội dung và mình sẽ trình chiếu cái phần ghi nhớ và phần kết luận lại cái phần đó. Vậy con trước khi mình đưa cái video clip ra thì mình sẽ giao nhiệm vụ cho học sinh đúng không ạ? Các con hãy xem video clip và tìm ra và đưa ra cái cách phòng tránh bệnh béo phì, rồi sau đó thì học sinh xem xong, học sinh trả lời câu hỏi đó rồi các thầy cô mình chốt đúng không cô Ngọc? Dạ đúng ạ. Rồi ok. Như vậy cách mà thầy cô khai thác học liệu số như vậy là rất ổn. Như vậy là khai thác một cái triệt để. Cô Ngọc, tại sao cô Ngọc lại đưa ra cái video clip là phòng tránh bệnh béo phì mà không phải là còi xương suy dưỡng, không phải là bệnh biếu cổ? Ví dụ như ở nhóm này đang đưa ra ấy, là còi xương này, suy dưỡng này, béo phì này và biếu cổ. Sao cô lại chọn đó là bệnh 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 béo phì mà không phải là cái bệnh khác? Dạ theo em thì cái bệnh béo phì hiện nay là không phải chỉ là ở đối tượng người lớn bị, mà nó rơi vào học sinh rất là nhiều. Và nên em muốn đưa cái video đó vào để giống như là lồng ghép cái giáo dục cho học sinh về cái chế độ ăn uống hàng ngày ạ. Rồi, như vậy là cô Ngọc muốn nhấn mạnh đó là bệnh béo phì. À, thế thì bây giờ các thầy cô khác, tôi không dùng video về bệnh béo phì, tôi giới thiệu về bệnh biếu cổ được không? Dạ được. Được. Trường hợp nào thì tôi sẽ dùng video bệnh biếu cổ, và trường hợp nào thì tôi sẽ dùng bệnh béo phì, trường hợp nào tôi sẽ dùng về bệnh còi xương suy dưỡng. Cái video để khai thác các thầy cô, đây là ý tưởng nha, chúng ta khai thác ý tưởng ạ. À. À, cô Ngọc thì vừa chia sẻ đó là do là hiện nay tỷ lệ béo phì không phải chỉ ở người già, ở người lớn tuổi mà ở trẻ em thì chúng ta gặp rất là nhiều, cho nên cô muốn 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 khắc sâu cho trẻ em về một cái bệnh đó là do dư. Các thầy cô, bệnh béo phì cũng được gọi là một bệnh suy dinh dưỡng mà nó ở thể phì các thầy cô ạ. À, một cái dạng đó là thể thiếu hay là thể thừa, thì cái dạng béo phì là thể thừa, nó cũng được xếp vào suy dinh dưỡng thể thừa đấy ạ, à, hay là thể phì. Rồi các thầy cô bây giờ ta nói về cái video clip. Bây giờ ví dụ các thầy cô đưa ra 1, 2, 3, 4, 4 cái bệnh khác nhau. Nếu chúng ta đưa 4 cái video clip liền, có lên hay không không nên? Đấy là cái điều đầu tiên. Và tại sao thì chúng ta trong trường hợp này thì cô Ngọc cô lựa chọn đó là một cái video clip thôi, thì nó có hợp lý không hay là mình phải đưa cả 4 cái? Rồi bây giờ cái này tôi sẽ xin ý kiến các thầy cô ha, để chúng ta chốt lại đến chiều thầy cô làm học liệu số, thầy cô lưu ý cái điểm này ạ. À, rồi ngoài ý kiến của cô Ngọc xin mời ý kiến các thầy cô khác ạ. Xin mời các thầy cô đến từ Sóc Trăng đi. Đây đã có An Giang, có Bạc Liêu rồi, xin mời các thầy cô đến từ Sóc Trăng, các thầy cô đến từ Đồng Tháp. À, các thầy cô ở Sóc Trăng sẽ suy nghĩ, bây giờ xin mời các thầy cô đến từ Đồng Tháp đi. Đồng Tháp xin mời nhóm của thầy Tươi đi. Dạ, em xin có ý kiến cô. À, xin mời thầy Phương ạ. Dạ, theo em thì ví dụ khi đưa hai cái video vô thì theo em thì đưa hai cái video là một, tức là nên là đưa thì video thì nên đưa hai cái video đó thôi, bệnh này. Còn những cái bệnh ví dụ như bú cổ rồi bị phù chân phù nề gì vân vân, nói chung là bị thiếu chất dinh dưỡng thì có rất là nhiều bệnh, hay là bị do thiếu chất đó, thì đối với bản thân
Hình như là cái kết nối của thầy Phương không tốt à? Thầy cô có nghe rõ Em nghe cũng chập không? chờn. Đúng rồi, hình như là kết nối của thầy Phương không tốt, tôi nghe cũng bị chập chờn. À, thầy Phương có thể chia sẻ lại, mới chỉ thấy thầy Phương nhắc đến là mình có thể đưa hai cái video clip. Nhưng mà sau đó thì lý giải thì chưa nghe rõ thầy Phương ơi. Thầy còn ở trong lớp hay thôi, rồi chắc là thầy Phương đã bị cá mập nó cắn rồi, hình như thầy văng ra khỏi lớp học rồi. À, rồi, cảm ơn thầy cô. Tóm lại là lớp này cứ lúc nào phát biểu một cái là đường truyền rất dễ bị cá mập cắn. À, bây giờ thế này các thầy cô Hằng, việc mà chúng ta thế này ở đây thì tại vì đây là một cái yêu cầu cần đạt rất là rộng các thầy cô, và việc của chúng ta đó là chúng ta phải lựa chọn xem là chúng ta chọn cái bệnh gì, và nếu thầy cô dạy trong một giờ thì thầy cô chọn bao nhiêu bệnh thầy cô dạy, và nếu như thầy cô dạy trong 2 giờ thì bao nhiêu bệnh. Đối với nhóm của thầy Hiếu đưa ra ấy, các thầy cô thấy là mình dạy bốn bệnh khác nhau. Một là còi xương, hai là béo phì, ba là suy dưỡng và bốn là bướu cổ. Thầy cô hình dung như này, như vậy chỉ cần một cái hoạt động khám phá này thì thầy cô cũng phải xài mất tối thiểu đó là một tiết. Nếu mà lớp nào mà học nhanh ấy thì hoạt động khám phá này là một tiết, nhưng nội dung này cần phải có hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng nữa. Như vậy là thầy cô mà dạy bốn cái bạn này thì tối thiểu là thầy cô cũng phải có 2 tiết để dạy. Như vậy với hoạt động khám phá ở tiết 1, bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại nhóm của thầy Hiếu thiết kế, thì tôi đồng ý với cái ý tưởng là mình sẽ cho học sinh khai thác tranh, rồi sau đó thầy cô có thể cho học sinh làm việc theo nhóm, thầy cô có thể cho học sinh làm việc cá nhân, tùy vào cái hình thức tổ chức dạy học các thầy qua. Nếu thầy cô dạy học trực tiếp thì thầy cô nên để cho học sinh làm việc theo nhóm. Khi thầy cô đưa hình ra và nhóm sẽ suy nghĩ theo cái yêu cầu của thầy cô, ví dụ quan sát kể tên các bệnh có trong hình và trong biết bệnh đó thiếu hay thừa ở chất dinh dưỡng, như vậy học sinh sẽ làm việc theo nhóm. Còn nếu như thầy cô mà dạy học trực tiếp không chia, xin lỗi, dạy học trực tuyến mà thầy cô không chia nhóm được thì thầy cô có thể đặt đây thành câu hỏi và học sinh trả lời cá nhân cũng được luôn các thầy qua. Nghĩa là các con quan sát xong sau đó các con sẽ bật mic lên và các con trả lời cho thầy cô. Như vậy ý tưởng sư phạm là rất ổn. Thứ hai, đó là theo ý của thầy Tú thì thầy Tú nói rằng chúng ta có thể lồng ghép các video clip, và nhóm của cô Ngọc cũng đưa ra một cái video clip đó là về bệnh béo phì. Thì tôi có hỏi các thầy cô là vậy thì mình đưa bao nhiêu cái video clip là cái dạng học liệu số video ấy thì đưa bao nhiêu chỉ nó phù hợp. Thế thì ở đây các thầy cô khi mà đưa bao nhiêu nó còn phụ thuộc vào xem cái thời lượng của thầy cô có cho phép hay không. Nhưng đã đưa video clip ra là thầy cô phải khai thác cái học liệu số trong cái video clip này. Thì tôi có hỏi cô Ngọc là vậy thì cô Ngọc cô sẽ khai thác thế nào, thì cô nói là em sẽ giao nhiệm vụ sau đó học sinh xem video clip và sẽ nói xem là có thể phòng bệnh béo phì bằng những cách nào. Cái cách khai thác này là hợp lý tại vì học liệu số đưa ra là phải khai thác. Như vậy việc đưa bao nhiêu video clip là do thời lượng của các thầy cô cho phép mình có thể đưa ra bao nhiêu. Còn cái cách mà khai thác thông qua hình ảnh này là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên ở đây á, khi mà thầy cô đưa cái video clip thì thầy cô lưu ý này, một là căn cứ vào cái thời gian, thứ hai thầy cô nên căn cứ vào cái thực tế, cái đối tượng học sinh của mình. Ví dụ học sinh của mình, nhóm học sinh mà bị béo phì với tỷ lệ cao nhất thì thầy cô nên chọn cái video về béo phì và đưa ra cái video về cách phòng tránh đấy. Tại vì cuối cùng thì thầy cô thấy là khi chúng ta dạy về cái nội dung này, chúng ta phải hướng đến cái năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào trong cuộc sống, cho nên là chọn cái video về cách phòng tránh cũng là hợp lý. Dạ được không ạ? Như vậy là chúng ta chọn cái video đó nó phù hợp với cái đối tượng học sinh của mình nhất. Nếu học sinh của mình tỷ lệ béo phì, nguy cơ của nó cao thì mình sẽ chọn cái video về tỷ lệ béo phì. Nhưng thí dụ này các thầy cô đó là học sinh ở một cái vùng nào đó ở miền núi mà nguy cơ bị thiếu iốt do biếu cổ thì sẽ chọn cái video về bệnh béo phì, về về bệnh béo cổ nó sẽ hay hơn nếu như mà chúng ta chọn béo phì. Tại vì trẻ con miền núi nó không có béo phì mà nó chỉ có bướu cổ thôi chẳng hạn. Thì cái việc mà chọn video để khắc sâu cái nội dung học tập cho học sinh nó sẽ phụ thuộc vào đối tượng học sinh của các thầy cô. Chúng ta không thể nói là thầy cô phải chọn cái video clip này, và việc chọn bao nhiêu video clip là do cái thời lượng của các thầy cô cho phép thầy cô sẽ sử dụng là bao nhiêu. Nhưng cái ưu tiên là chúng ta sẽ ưu tiên là cái gì thực tế học sinh của chúng ta cần, chúng ta sẽ chọn cái video đó. Cho nên là tôi đồng ý với cách làm của cô Ngọc, đó là ở đây học sinh nó béo phì với tỷ lệ cao cho nên cố chọn cái video clip đó. À, như vậy là cái cách mà đưa cái phần học liệu số và cái ý tưởng sư phạm để mà khai thác cái học liệu số này rất là hợp lý. Nhóm của thầy Hiếu cũng đưa ra cả hai cái phương án kiểm tra đánh giá, một là thiết kế câu hỏi bằng PowerPoint khi mà dạy trực tiếp, hai đó là thiết kế câu hỏi và đưa Azota để học sinh có thể làm việc ở nhà. Thì cái này cũng rất là hay tại vì nhóm này giống như là các thầy cô làm dự phòng ấy. Cho tôi hỏi chút xíu, nhóm này có làm việc suốt cả đêm hôm qua để ra sản phẩm không ạ, hay là mới làm sáng nay thầy Hiếu?
này làm hôm qua đâu, nhưng mà cũng không phải là quá khuya. Có nghĩa là không làm đến 12 giờ đêm đúng không? Như vậy là thầy cô có đầu tư đúng cái này, thầy cô phải làm từ trước đó. Thế nhưng bây giờ ta mới dừng lại ý tưởng sư phạm nhé. Bây giờ ta sẽ nói về học liệu số. Học liệu số ở đây đó là hình ảnh, nghĩa là trong cái bài của thầy Hiếu đó là hình ảnh. Thứ hai đó là cái phần câu hỏi ở trên PowerPoint. Bây giờ sẽ nhận xét về hình ảnh trước. Hình ảnh xấu quá. Nhóm thầy Hiếu không biết thế nào, các thầy cô trong lớp nhìn nào, chứ tôi thấy hình ảnh xấu quá, nhất là cái bệnh bướu cổ ấy. Cái cô này nhìn đâu có rõ bệnh bướu cổ đâu. Cho nên là thầy cô cần phải đầu tư để tìm cái học liệu số đẹp hơn. Đó. Riêng cái cô béo, cái cô bướu cổ là tôi thấy là không ổn lắm. Mặc dù là thầy cô sử dụng hình ảnh nó khá là đồng bộ tất cả ở đây. À, nó cũng không đồng bộ tại vì có một cái ảnh chụp và có bốn cái hình vẽ. Thế nhưng mà nó vẫn chấp nhận được. Nhưng mà riêng cô bướu cổ thì cái hình ảnh là chưa ổn. Hình ảnh các thầy cô mình sắp xếp rất logic và có đánh số theo thứ tự và tất cả các hình ảnh. Thầy thử kéo xuống giùm tôi xem có phải tất cả hình ảnh của các thầy cô đều đánh số không ạ? Đấy, các thầy cô nếu mà đã đánh số ấy, thì các thầy cô nên đánh số hết. Rồi, nhận biết một số bệnh do thừa hoặc thiếu chất dinh dưỡng thì thầy cô thấy là thầy cô phải, ví dụ thầy cô cho thảo luận nhóm thì các con phải nói là tranh 1, tranh 2, tranh 3 ở trên cái hình này. Như vậy là chúng ta thống nhất chúng ta đánh số hết để khi mà chúng ta khai thác ấy, thì như vậy sẽ dễ dàng cho học sinh luôn. Rồi, như vậy là một là cái chất lượng hình ảnh ấy thì nó chưa đẹp lắm. Tại vì hình như hình ảnh này là hình ảnh thì hầu như chúng ta cắt từ cái sách giáo khoa điện tử ra, đúng không thầy Hiếu? Dạ đúng rồi cô. Rồi, như vậy là thầy cô nên đầu tư cái phần tìm học liệu số về hình ảnh nó đẹp hơn. Cái này tôi thấy nó cũng không bắt mắt lắm. Như vậy là đấy là phần hình ảnh. Thứ hai cái phần chữ. Thì lớp này là lớp 4 thì hiện nay số lượng chữ mà xuất hiện ở trên một cái slide với cái slide này là nhiều hơn rồi. Các thầy cô có một cái nguyên tắc thiết kế ở trên một cái slide của các thầy cô ấy, đó là số lượng chữ nó xuất hiện là 7 x 7, nghĩa là tối đa chỉ có 49 chữ và 7 dòng. Như vậy là hiện nay tôi đang đếm ấy, thì cái số lượng chữ trên cái slide thảo luận nhóm 2 này nó lên đến khoảng chừng 70 mấy chữ. Như vậy là chữ hơi nhiều. Đấy là một cái nữa mà liên quan đến cái thiết kế bài PowerPoint các thầy qua. Thầy kéo xuống cho tôi xem chút xíu nữa đi ạ. Một là hình ảnh rồi này, hai là phần phông, số lượng chữ, phông chữ. Đây là cái từ nguyên nhân thầy Tú thầy phát hiện ra đúng rồi. Còn lại những cái phần khác thì các thầy cô mình làm tương đối tốt. Nhìn chung thì tôi đánh giá sản phẩm này với cái ý tưởng sư phạm rất là rõ ràng, rất là sáng. Thì cái sản phẩm của các thầy cô là đáp ứng được cái yêu cầu của thầy Vinh đặt ra. Và cũng nói chung là nếu mà so với các nhóm thì nhóm này tôi đánh giá là tốt hơn là khá là nhiều đấy. Tại vì có nhiều nhóm các thầy cô làm cái ý tưởng sư phạm nó không tương minh như thế này. Một cái nữa là nhóm này ngoài những cái bệnh, bốn cái bệnh chính thì nhóm cũng có một cái ý tưởng đó là phần mở rộng. Tuy nhiên tôi cũng không hiểu tại sao là cái phần mở rộng thì lại chạy trước, sau đó mới đến bệnh béo phì. Chỗ này nhóm thầy Hiếu có thể giải thích chút xíu đúng không ạ? Được rồi. Dạ cô, thì cái này trong cái phần thiếu các cái bướu cổ rồi tới đây thì có thể là tụi em sắp cái like nó hơi nhầm tí. Dạ, thấy cái like nó nằm cái túi. Rồi, đó, chắc là thế là chứng tỏ là chuẩn rồi đấy. Hay là tôi tưởng, dạ vâng. Em xin ý kiến được không cô? Mời cô Ngọc. Theo em cái bài học hôm nay, bài nào học này á, thì mình nên tách ra thành hai mảng kiến thức. Mảng cái thứ nhất á, là nói về cái bệnh mà liên quan đến là do thiếu chất dinh dưỡng. Và cái hoạt động số 2 là tìm hiểu là bệnh là do thừa chất dinh dưỡng. Vì mình sẽ cho học sinh tìm hiểu hết về các bệnh thiếu chất dinh dưỡng trước. Thì ở trong cái like mà lúc nãy cô vừa nhận xét á, là cái like mở rộng á, thì cái like đó nó sẽ nằm ở trong cái nhóm là thiếu chất dinh dưỡng ạ. Dạ. Rồi, là ok. Là sau khi mà học sinh bị còi xương rồi bị thiếu bị cổ, dạ là xong tới cái like đó ạ. Rồi. Sao nhóm thầy Hiếu thấy ý cô Ngọc thầy có hợp lý không? Thầy Hiếu đang nghe điện thoại. Và các thầy cô trong nhóm thì thầy Hiếu đang nghe điện thoại. Cô Giang ơi, em có cái chỗ này thắc mắc được cô Giang. Mời thầy Tú. Cái vụ cái phông nền cô Giang ở phía trên nó có chữ tiếng Anh này cô Giang. Đợi ai mấy xin quốc ập cô Giang mình bỏ cái này được không cô Giang? Hay mình để có ảnh hưởng gì không? Cái này là bản quyền của người ta làm sao mà cắt người ta đi được?
Cái này thầy cô chọn hình nền của cái thằng này là thầy cô xài của nó sao, cắt nó đi được, cắt đi là liên quan đến bản quyền đó Tú. Mình đang xài hình nền của cái chữ của cái trang là The Amazing Work of gì đó. Thế mình lấy là lấy của người ta mà đi cắt của người ta đi, thế là mình vi phạm bản quyền rồi. Cái này đừng không được cắt. Ok. Còn phải trích nguồn ấy, là tôi lấy phông nền từ trang này ấy, mà tôi đã được phép chưa ấy. Nếu mà nói mà làm một cách chặt chẽ là phải như thế đó Tú nha. Ok. Rồi như vậy các thầy cô, từ ý kiến của cô Ngọc tôi nghĩ cũng là hợp lý đấy. Ở đây á, thì cái mà chúng ta tôi đang phân tích ở đây là phân tích cái ý tưởng sư phạm đưa ra, nhưng cuối cùng ấy thì cô Ngọc có cho ra một cái ý tưởng là mình sẽ chia làm hai nhóm, một đó là nhóm bệnh thiếu chất dinh dưỡng, nhóm thứ hai là thừa chất dinh dưỡng, để chúng ta có thể đưa khai thác cái học liệu số và mở rộng nó phù hợp. Như vậy là ý tưởng của cô Ngọc, nhóm thầy Hiếu có đồng ý không ạ? Dạ em thấy cũng hợp lý rồi. Hợp lý chứ, đúng rồi. Tại vì tôi đang nói là từ cái việc mà thầy cô khai thác từng này cái slide xong rồi trong một tiết liền ấy, nó cũng hơi quá tải với học sinh. Nếu mà là tôi sẽ làm như thế này các thầy cô. Tiết thứ nhất tôi sẽ dạy về đó là các bệnh do thừa chất dinh dưỡng hoặc là thiếu chất dinh dưỡng. Tôi sẽ dạy từ hoạt động khám phá cho đến hoạt động luyện tập, cho đến hoạt động thực hành luôn, có nghĩa liên hệ với thực tiễn luôn. Và đến cái tiết thứ hai tôi sẽ dạy về các bệnh do thiếu hoặc là thừa chất dinh dưỡng, cũng dạy bốn hoạt động, đó là gì, khám phá rồi đến luyện tập rồi đến vận dụng. Chứ tôi không chạy cùng một lúc mà khám phá nhiều như thế này, tại vì thế này, thầy cô hình dung ra một tiết mà học sinh học về bốn cái loại bệnh này, thêm phần mở rộng các thầy cô thêm ba bệnh nữa là bảy bệnh, nó sẽ bị dội và học sinh sẽ không nhớ được cái thông tin này. Thầy cô cứ thử xem. Cho nên là cái ý tưởng của cô Ngọc ấy là tôi hoàn toàn đồng ý các thầy Hoa. Như vậy là ở đây, tại vì thế này, các thầy cô thấy tôi đặt ra một cái yêu cầu cần đạt như vậy, thế là thầy cô ôm xô, thầy cô đẩy hết vào để cho nó đủ. Nghĩa là đủ để gì ạ? Đủ để trả cái sản phẩm do báo cáo viên giao nhiệm vụ. Nhưng còn một cái nữa quan trọng hơn, các thầy cô thấy nó phải xuất phát từ ý tưởng sư phạm các thầy cô, và cái đó chúng ta phải triển khai, nó phải khả thi ở trong thực tế. Và chúng tôi đánh giá là cả cái phần đó nữa các thầy cô ha. Ta được chưa ạ? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ chốt lại. Một, đó là với yêu cầu cần đạt này, thầy cô dạy nên dạy bằng hai tiết, tách ra hai cái chạy hai cái mạch nội dung, một là các bệnh do thừa, thứ hai là do thiếu chất dinh dưỡng. Cách khai thác là đưa học liệu số vào trước trên cơ sở hình ảnh video, thầy cô sẽ giao nhiệm vụ để học sinh khai thác những cái học liệu số này, rồi từ cái phần giao nhiệm vụ đó, nghĩa là quan sát hình ảnh hay video để thực hiện cái nhiệm vụ này, thì chúng ta mới rút ra được một là tên, hai là dấu hiệu, ba đó chính là nguyên nhân của từng loại bệnh. Đã được chưa ạ? Trong phần kiểm tra đánh giá, thầy cô có thể thiết kế bằng một đó chính là PowerPoint, hoặc thầy cô có thể xài QG, hoặc thầy cô có thể xài Google Form, hoặc là thầy cô có thể xài Kahoot, đều được hết. Nhóm này thì đã xài hai cái phần mềm khác nhau, hoặc sử dụng PowerPoint, hoặc là thầy cô đã sử dụng Azota. Như vậy là hợp lý. Nhóm nào mà thầy cô xài QG hay thầy cô xài Kahoot cũng được, vì học sinh lớp 4 đều có khả năng tương tác ở trên những phần mềm này được rồi ạ. Như vậy là đó là một số cái chốt lại liên quan đến cái nhiệm vụ số 1 và số 2 của các thầy cô khi mà thầy cô làm cái yêu cầu cần đạt, đó chính là nêu tên, nguyên nhân và đặc điểm một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng các thầy cô ạ. Dạ chỗ này các thầy cô còn chia sẻ thêm cái gì nữa không ạ, sau khi tôi đã chốt lại ạ? Dạ thưa cô, em nhóm 4 em xin có một số ý kiến. Thứ nhất là theo cái ý kiến cô Ngọc đó, là tách ra làm hai tiết, thì nếu trong cái chương trình mà em lập kế hoạch dạy học á, trong kế hoạch đó thì cái bài này chia làm hai tiết, là nó gồm có là dấu hiệu, kể tên dấu hiệu, nguyên nhân và cách phòng tác hại và cách phòng chống bệnh do thừa chất dinh dưỡng. Và tiết thứ hai là cũng tương tự như vậy nhưng mà do thiếu chất dinh dưỡng, là hai tiết. Nhưng mà tại trong cái yêu cầu này, trong cái yêu cầu thì em thấy nó có hai cái phần đó, nên tụi em là tách ra là nêu tên rồi nguyên nhân của do thừa do thiếu luôn, còn cái bài phần phòng chống và tác hại thì tách qua tiết thứ hai đúng theo cái yêu cầu của báo cáo viên, nên tụi em có tách ra như vậy đó, nên cái bài này nó chạy trở nên nó quá nhiều, nên em không sử dụng những cái video mà em sử dụng là kênh hình ảnh là nhiều để cho nó ít tốn thời gian.
Đó là Đúng đúng rồi thầy Hiếu, chính xác, tại vì thầy chạy từng này, cái hình ảnh thầy khai thác từng này nó hết một tiết rồi, thầy không thể đưa thêm được video vào đây để thầy khai thác. Nhưng cái ý tưởng của các thầy cô rất là hay ở chỗ là nếu mình cắt như vậy, mình có thể xài video và mình sẽ nhấn vào một cái bệnh mà học sinh của mình ở đó có nguy cơ phải đối mặt, thì mình dùng cái video clip đó vừa để khai thác kiến thức nhưng vừa làm một cái video clip để khắc sâu cho học sinh. Tại vì thầy cô thấy thế này, mình đang cho học sinh xem hình ảnh, sau đó mình chuyển cho học sinh xem video. Rõ ràng là video thì ở đây học sinh sẽ tương tác bằng cả thị giác và thính giác, nó sẽ khác nhau và cái hiệu quả tác động của nó sẽ khác. Cho nên cái cách mà chúng ta tách ra hai cái mảng này, hai cái mạch nội dung này để chúng ta có thể triển khai thêm cái học liệu số thì cái hiệu quả dạy học nó sẽ cao hơn nếu như chúng ta chỉ sử dụng một hình ảnh. Thực ra sử dụng một hình ảnh nó hơi đơn điệu thầy Hiếu ạ. Nếu mà nhìn như thế này mà một tiết dạy mà như thế này thì nó rất là đơn điệu. Và tôi thấy là cái cách mà đưa video vào thì nó sẽ làm cho cái tiết học nó sinh động hơn. Và đương nhiên là học trò nó tương tác với cái video nó cũng sẽ thích hơn là so với chỉ có một hình ảnh. Rồi, ok. À, một cái nữa ở trong sản phẩm này các thầy cô lưu ý đó là việc lựa chọn học liệu số là các hình ảnh ấy, thì cái hình ảnh ở phía dưới, ví dụ cái chỗ mà nguyên nhân của bệnh béo phì ấy, thì những cái ảnh chụp này tôi thấy nó rất là nét, rất là đẹp, nhưng mà trên những cái hình, cái tranh vẽ về 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 một số loại bệnh mà thầy cô lấy từ sách giáo khoa ra thì nó hơi xấu, nó hơi mờ và nó hơi tối, mà nó làm cho cái bài PowerPoint của các thầy cô ấy là nó thực sự nó không, cái bài PowerPoint này mà nếu mà tôi mà đánh giá thì tôi đánh giá là nó cũng chưa phải là một cái bài PowerPoint đẹp, vì bây giờ tôi chỉ nói trên chính cái slide thầy đang chia sẻ đó là nguyên nhân của bệnh béo phì. Thầy chọn cái hình nền màu này, xong rồi những cái con thì cũng có cái màu gần la lá giống cái màu đó, nên ba cái con mà nó kẹt giữa hai cái hình ấy nó cũng lại la lá giống cái màu đó. Xong rồi cái hình ảnh bên trong nha, cái cô bé này nó cũng lại mặc cái áo hồng, xong rồi cái cậu bé bên này nó lại mặc cái áo màu nâu nâu, nó cũng lại giống cái hình nền luôn. Như vậy là nhìn đấy, nếu mà nói là cái bố cục của cái slide á, thì cái màu sắc này nó chưa đảm bảo đó là hài hòa và bắt mắt, mà với học sinh tiểu học thì cái màu này nó cũng không hấp dẫn đó. Cho nên là thầy cô thấy là cái hình nền của tất cả những cái slide này thầy cô nên cân nhắc để thầy cô đổi như thế nào đó để nó phù hợp với học sinh tiểu học hơn. Như vậy là tôi xin kết thúc cái phần nhận xét ở đây, xin mời thầy Vinh. Chắc là thầy Vinh cũng đã nhìn ra một cái gì đó, thấy thầy Vinh cười rất tươi. Không, mà thực ra đó, cái câu hỏi của thầy Tú rất rất là đơn giản. Tại vì nhóm 4 sử dụng cái hình nền có sẵn của cái Amazing World of Gumball. Thực ra cái hình cái màu nền này nó rất là đơn giản, mà nó rất là đơn giản để mà mình có thể tự thiết kế luôn ở trong cái PowerPoint của mình, thì mình sẽ không có phải vi phạm bản quyền gì cả. Và mình cũng sẽ không có cái chữ mà tiếng Anh nó chèn vào trong đó, nó bị mất đi một cái khoảng không để mà mình có thể triển khai. Ví dụ chỗ này là thầy cô có thể là chỉ có thêm cái nhận xét xíu xíu thôi, đó là cái phông chữ đó, thưa thầy cô, cái phông chữ giữa cái nguyên nhân của bệnh béo phì, tức là cái tiêu đề và cái phông chữ phía dưới, nó gần như là nó tương đương với nhau đó, nó không có cách biệt nhau nhiều, cho nên là nhìn nó chưa có hài hòa lắm vậy thôi. Còn hình ảnh thì nó dễ thương, chỉ có cái là màu sắc thì nó khá là tức là cái độ tương phản của màu sắc á, là nó không cao, cho nên là nó chưa có bắt mắt lắm thôi. Dạ rồi, cảm ơn thầy cô rất là nhiều ạ. Dạ, nhóm 4 em xin cảm ơn thầy cô đã góp ý ạ. Dạ, sau nhóm 4 thì nhóm 4 làm về cái vấn đề thừa và thiếu chất dinh dưỡng, thì bây giờ là còn một cái chủ đề, cái yêu cầu cần đạt mà về nóng lạnh á, thì mình thấy là có nhóm 1 nè và có nhóm 7. Vậy thì không biết là nhóm 1 hoặc là nhóm 7 có mình có chia sẻ thêm để mà mình phân tích hơn không ạ? À? Dạ chắc là mời nhóm nhóm 7 đi ạ. À. Nhóm 1 thì hôm qua cũng đã chưa trình bày hả cô Giang? Đúng không ta? Hôm qua thầy Hôm qua Quân thì thầy ấy chiếu rồi, thầy Vinh này, giáo sư Vinh này đã quên rồi làm thầy Quân thấy buồn. à hôm qua là thầy Quân có Đúng rồi. bổ sung thêm. Dạ rồi vậy.